Thấu hiểu được sự khó khăn thiếu thốn của đồng bào vùng cao, sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019, Phái đoàn Phật tử Chùa An Thiền, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã đến thăm và trao quà cho bà con đồng bào vùng Tây Nguyên. Đoàn từ thiện do Đại Đức Thích Đạo Chấn, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Minh, trụ trì Chùa An Thiền làm trưởng đoàn, cùng đi có quý Phật tử Chùa An Thiền. Đón tiếp đoàn có bà Phan Thị Thúy Hằng, Thường trực Hội Chữ Thập Đỏ huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk, đại diện chính quyền và đông đảo bà con tại địa phương. Trong chuyến thăm và trao quà lần này, đoàn đã trao tặng 600 xuất quà cho bà con khó khăn ở 3 điểm Buôn Puân A, Buôn Puân B và xã Vụ Bổn huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Mỗi phần quà có giá trị là 350.000 đồng, gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và một số nhu yếu phẩm khác, tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Tại các điểm đến, Đại Đức Thích Đạo Chấn gửi lời chúc sức khỏe đến bà con, đồng thời cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn trao quà tận tay cho bà con. Tuy giá trị những phần quà không lớn, nhưng đó là tất cả tấm lòng của quý Phật tử, quý Mạnh Thường Quân, đặc biệt là gia đình chị Diệu Tú đã đồng hành cùng với phái đoàn suốt chuyến thiện nguyện. Bà Phan Thị Thúy Hằng, đại diện chính quyền địa phương, gửi lời tri ân đến đoàn, đã không quản ngại đường xá xa xôi, đến thăm hỏi và mang tặng tình người ấm áp cho bà con bằng vật chất lẫn cả tinh thần, nhằm giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh. Buổi phát quà kết thúc trong niềm hoan hỷ của quý thầy, quý Phật tử cùng sự vui mừng của bà con nơi đây.